Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi muốn bàn với quý vị về một cái đề tài rất là quan trọng đối với cộng đồng Á Châu và cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng, đó là cái vấn đề bị bệnh ung thư phổi. Thì để giúp cho chúng tôi trong vấn đề này thì là có sự hiện diện của bác sĩ Ngọc Phạm. Bác sĩ Ngọc là một chuyên gia về cái khoa ung thư xạ trị. Thì thưa quý vị, thì bác sĩ Ngọc tốt nghiệp y khoa tại Đại học Y khoa UT Houston và sau đó là đi về thường trú tại Baylor College of Medicine về cái ngành ung thư xạ trị. Và hiện nay đó thì là bác sĩ Ngọc đang hành nghề tại Houston trong cái tổ hợp Oncology Consultants. Xin kính chào bác sĩ và xin cảm ơn bác sĩ đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, em xin chào anh. Em xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Ngọc có hân hạnh đến đây để mà chia sẻ với quý vị một cái đề tài mà ai cũng sợ hết, phải không anh? Đó là đề tài ung thư. Và lý do tại sao em chọn cái đề tài ung thư phổi đó là ung thư phổi đứng hạng 2 trong những ung thư thường gặp nhất trong lẫn nam và nữ ở nước Hoa Kỳ này. Và cũng là loại ung thư mà có cái số tử vong cao nhất so với những ung thư khác nếu mà mình không phát hiện kịp thời. Vâng, thưa bác sĩ, thì trước tiên hết thì là nhờ bác sĩ trình bày thêm một chút xíu là không biết ung thư phổi là một cái căn bệnh như thế nào? Dạ, trước khi mình nói về ung thư phổi thì mình phải bước một cái bước lại, mình hỏi là ung thư là gì, tại sao mình có ung thư? Vâng. Thực ra trong cơ thể mình á, lúc nào những cái tế bào nó cũng bị lão hóa hay những bị tổn thương, lúc nào nó cũng sẽ, cái tế bào đó sẽ chia ra để replace những cái tế bào tổn thương đó. Khi mà cái tế bào bị tổn thương như vậy á, nó chia ra, nó có thể bị chia sai một cái quá trình người ta gọi là mutation. Đa số những cái mutation đó nó sẽ được phát hiện được bằng cái sự trong cơ thể mình biệt được sửa sai, và nếu mà sửa không được thì cái hệ miễn nhiễm nó sẽ tiêu diệt cái những cái tế bào hư đó đi. Khi mà cái tế bào nó bị mutated và nó đã bị mất kiểm soát và tiếp tục chia để thành một khối u, cái đó nó gọi là ung thư. Và khi nó xảy đến cái phổi thì mình gọi là ung thư phổi. Ung thư nó có khả năng để mà sinh sản rất nhanh và lan đến những tế bào khác, những cái bộ phận khác. Cái quá trình đó ta gọi là di căn. Như em nói, ung thư phổi là đứng thứ hai trong những ung thư thường gặp nhất ở lẫn nam và nữ ở Hoa Kỳ này, và là một ung thư mà nó có khả năng giết người cao nhất so với những ung thư khác. Vâng, thì thưa bác sĩ, thì là không biết rằng là đối với cái những người mà nhất là cộng đồng Việt Nam, Á Châu của chúng ta nói riêng đó, thì là bị ung thư phổi, thì không biết họ có những cái nguy cơ như thế nào, ai là những cái người dễ bị ung thư phổi, có ai mà có thể dễ bị hơn những người khác không? Dạ, thật ra anh, nếu mà em trả lời được câu hỏi này chắc em là Nobel winner hay là em là millionaire. Tại vì ngay cả những người khoa học á, người ta cũng không biết là cái cause and effect, có nghĩa là một cái lý do nào đó nó sẽ dẫn đến ung thư. Như một bác kia nói với em là ông hàng xóm của bác hút thuốc 70 năm trời mà không bị ung thư, mà tại sao bác không hút thuốc mà vẫn bị ung thư? Mình chỉ giải thích bằng đó là ung thư là multifactorial, có nghĩa là nhiều cái sự cố dẫn đến ung thư. Nhưng mà cái điều mà đã chứng minh rất là nhiều lần đó, dẫn đến ung thư đó là khói thuốc. Trong khói thuốc nó có 73 phần chất có thể làm cho ung thư, giống như tar, cái loại mà có thể làm cho cái răng mình nó bị đen hay phổi mình bị đen, arsenic, carbon monoxide, chất chì hay là chất nicotine, nó có thể làm mình gây nghiện. Có một số bác hỏi cho em nữa là bác không hút thuốc Tây phương mà bác hút thuốc lào, hút rào. Cho nên cái thuốc lào bây giờ ít hút, chắc hút thuốc chê nhiều. Đúng rồi. cái tobacco có chút xíu thôi, rồi trong đó nó có một cái nước. Vâng, cho nên cho nên nó không có nhiều chemical bằng cái thuốc Tây phương. Vậy bác có bị ung thư dễ như là cái thuốc Tây phương hay không? Cái câu trả lời là có, tại vì cái thuốc Tây phương anh, ở dưới đằng sau nó có một cái filter. Cho nên nó lọc qua cái những cái chemical mà có thể gây ung thư. Trong cái khói thuốc. Dạ, vâng. Còn cái thuốc lào á, cái thuốc rê á, cái không có cái filter, không có chất lọc đó. Cho nên cái chất độc nó vô thẳng cái phổi của bệnh nhân mà dễ gây tổn thương hơn là những thuốc khác. Gần đây một cái
mới nữa là e-cigarettes. Những cái người muốn cai thuốc đó thì thay vì hút thuốc lá thì hút e-cigarettes. Dạ đúng rồi. Đó. Những cái người manufacturer người ta cứ giới thiệu là e-cigarettes nó rất là an toàn, không có dẫn đến ung thư, nhưng thật ra cái Sở Y tế Hoa Kỳ cho biết là đến hiện tại bây giờ mình không có biết cái cigarette nó dẫn đến tác hại gì, tại vì nó còn quá mới quá đi. Có thể trong vòng 30 năm tới những cái tác hại của cái e-cigarettes á, mình không có phỏng đoán được. Thật ra trong e-cigarette nó vẫn có nicotine, nó vẫn có chemical mà có dẫn đến có carcinogen trầm trọng, nó dẫn đến ung thư. Cho nên nói chung là những cái thuốc là không tốt. Vâng, nhưng mà ít ra đó thì là người ta cho thấy rằng là cái e-cigarettes hay làm cho người ta bị pulmonary fibrosis. Thành ra là cái đó là điều chúng ta biết, thấy trước có rất là nhiều người bị rồi và đã có cái warning rồi phải không ạ? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ngoài đó thì hủy khối thuốc của người hút thuốc khác, second hand smoke. Cái nghiên cứu cho thấy là cái khói thuốc bay ra từ cái điếu thuốc đang cháy đó, cái gọi là side stream smoke, thật ra nó còn độc hơn là cái khói thuốc mà người hút thuốc hít thẳng vô người mình. Tại vì cái mainstream smoke là nó đã qua một cái filter, nó qua cái chất lọc, cho nên lúc mà hít vô thì nó bớt độc hơn là cái side stream smoke mà nó bay ra khói thuốc khác. Cái đó là lý do chính tại sao những người mà không hút thuốc mà vẫn bị ung thư. Lý do thứ hai ở bên Hoa Kỳ này mà bị ung thư phổi đó là cái khí radon. Radon là một cái khí không mùi, không màu mà tạo ra từ một cái phần radium. Radium là uranium ra mà mình có thể tìm được ở trong cái vỏ trái đất. Khoảng tính cho rằng là trên Hoa Kỳ này khoảng 21.000 ca trở lên mỗi năm ung thư phổi tử vong là vì cái khí radon này. Một cái thành phần nhỏ nữa là nếu mà mình hít nhiều những cái chemical như là asbestos, nó có thể tìm được trong những cái isolation của cái nhà đó, những cái cách ly của nhà, hoặc là những cái chemical như là nhôm, mình làm nhiều, mình có nhiều cái chemical exposure. Khi mà mình hít vô vậy thì cái phổi mình lúc nào nó cũng bị inflame, nó bị sưng tấy. Khi mình inflame vậy thì cái tế bào trong phổi mình nó phải thay đổi thường xuyên hơn và dễ bị mutation hơn, thì đương nhiên là dễ bị ung thư hơn. Và cái cuối cùng là genetics, là di truyền. Có một số genetic syndromes nó dẫn nó có thể đã chứng minh được là nó dẫn đến ung thư, giống như Lynch syndrome. Và nhưng mà có một số bệnh mình chưa có vẫn biết được cái gene đó là cái vì gì, nhưng mình chỉ observe được, mình thấy được là nếu mà trong gia đình có một người thân bị ung thư, giống như ba mẹ hay anh chị em bị ung thư, thì cái cơ hội bị ung thư cũng gấp cao khoảng 2 đến 3 lần so với người bình thường. Như vậy là vì di truyền và nhiều khi họ sống chung một cái môi trường này, phải không ạ? Same environment also? Same environment and then the genetic component is more too. Prone Thưa bác sĩ, thì là nhờ bác sĩ, có khi chúng tôi thấy rằng là trong cộng đồng của chúng ta chưa có hiểu rõ về cái khi mà chúng ta nói về ung thư, những cái nguyên nhân và những cái risk factor, những cái mối nguy hại, cái khác nhau như thế nào. Rồi bác sĩ có thể giải thích cái khác nhau giữa cái risk factor và cái cause được không ạ? Cái risk factor đó là nếu mà mình làm cái này thì cái cơ hội mình bị cái này nó sẽ cao lên bao nhiêu lần đó. Còn nhưng mà không có nghĩa là mình làm cái này sẽ dẫn đến cái này. Vâng. Okay. Còn cái cause á, thì là nó có the relationship, có nghĩa là mình làm cái này mình sẽ dẫn đến cái này hoàn toàn. Giống như em nói hồi nãy, có nhiều bệnh nhân người ta hỏi mình bác không hút thuốc tại sao bác bị ung thư phổi? Vâng. Tại vì nó là risk factor chứ không phải là cause. Vâng. Thì thưa quý vị, cái đó là cái điều quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị, là những cái risk factor, những cái mối nguy cơ, tuy nó không phải là những cái nguyên nhân gây nên cái ung thư, nhưng mà nó tạo cái cơ hội chúng ta dễ bị ung thư hơn là những cái người không có những cái mối nguy cơ như vậy. Có nghĩa là không ai có những mối nguy cơ như vậy, không phải tất cả mọi người đều sẽ bị ung thư hết, nhưng mà những người bị ung thư đa số đều có những cái mối nguy cơ đó. Cho nên khi mà chúng ta muốn nhắm vào cách ngăn ngừa những cái bệnh tật, chúng ta phải thay đổi những cái mối nguy cơ, những cái risk factor. Đó là cái biện pháp mà chúng ta thay đổi cái cách sống của chúng ta để mà bớt đi cái nguy cơ chúng ta bị ung thư. Là vì vậy, tuy nó không phải là một cái nguyên nhân chính, nhưng mà nó là một cái tác động, một cái nguyên nhân, một cái yếu tố mà tăng xác suất chúng ta dễ bị ung thư hơn. Và đối với vấn đề ung thư phổi thì là có lẽ là thuốc lá
phải không ạ? Là một vấn đề rất là quan trọng. Thì thưa bác sĩ, thì như vậy đó, thì là bác sĩ có thể trình bày tiếp thêm là không biết là khi mà một người bị bệnh ung thư phổi thì là họ có những cái triệu chứng gì khác thường hay không? Dạ, đa số những cái triệu chứng của ung thư phổi là nó không có gì đặc biệt anh. Một số bệnh nhân người ta chỉ tưởng là người ta bị flu, bị cảm cúm bình thường, cho nên chỉ uống antibiotic, thuốc trừ sinh hay thuốc cảm bình thường thôi. Khi mà bệnh nhân đã có những cái triệu chứng mà để mang bệnh nhân đến cái sự chăm sóc y tế đó, thì thường thường là cái thời kỳ đó, thời kỳ cao rồi. Cái trung bình khi mà ung thư phổi phát hiện là thời kỳ 3. Cái đó là lý do tại sao ung thư phổi nó có cái số tử vong cao đến như vậy. Nhưng mà đa số là những bệnh nhân cũng có những cái symptom chung, có nghĩa là ho, ho dai dẳng không hết, ho ra máu, khó thở, tức ngực, giảm cân, clubbing finger, giống như là cái móng tay nó bị trồi lên, người ta gọi là móng tay dùi chóng. Và cái dấu hiệu mà khi mà ung thư đã lan ra là giống như là mình bị đau xương, nhức đầu, co giật tứ chi, buồn nôn, ngất xỉu thì như vậy. 10% của những ca ung thư phổi là họ không có những cái triệu chứng gì đặc biệt hết. Và cái cục bướu nó được phát hiện khi mà bệnh nhân đi khám định kỳ, hay là họ chụp x-ray vì lý do khác, giống như phải mổ cái đầu gối, và họ chụp x-ray trước khi phẫu thuật thì họ vô tình tìm được những cái cục bướu trong phổi. Vâng, như vậy thì là đa số là giai đoạn 3 là cũng coi như là hơi nặng rồi phải không ạ? Dạ vâng. Vâng. Thưa quý vị, thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm với bác sĩ Ngọc là không biết là ung thư nó có nhiều loại khác nhau hay không, và cái cách chẩn bệnh và cái cách điều trị như thế nào. Thì là mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Ok.